mà em vừa rồi thì em mới về Việt Nam thì em ở đây thì em có ba cái răng thì bảo hiểm nếu mà làm ba cái răng thì bảo hiểm nó đã trả hết 1.500 rồi, mà tiền mình phải bỏ túi ra, tiền túi ra nữa là một 1.100 nữa, có nghĩa là bảo hiểm nó đã trả cho mình có nghĩa là bảo hiểm đã trả cho mình 1.500 rồi đó, mình phải bỏ tiền túi ra là 1.100. Mà em về Việt Nam em làm 8 cái răng, em làm 8 cái răng ở Việt Nam em trả 8 cái như em trả 40 triệu là chưa tới 2.000. Trong khi đó ở đây ba cái răng là hết 2.500 nếu mà tính luôn tiền bảo hiểm với là tiền bỏ tiền túi ra. Thì đó. Thì với mà thí dụ như mà sinh em bé rồi á là bảo hiểm nó đã trả rồi đó, mà mình phải bỏ tiền túi ra khoảng 6.000 đô la nữa là nếu mà sinh có em bé, sinh chỉ nằm bệnh viện mà bệnh viện nó chỉ cho mình nằm 2 ngày thôi, nó chỉ cho mình nằm 2 ngày, mình sinh nằm 2 ngày thôi là mình phải đi về liền, chứ không đâu mình nếu mà nợ lại là tiền mình trả viện phí không có nổi. Bên đây là cái tiền mấy nước Mỹ hay là nước nào cũng vậy, mấy nước châu Âu bên châu Âu cũng vậy, cái tiền viện phí nó rất là mắc. Thì nói chung á thì nếu mà mình so sánh á thì Đức với lại những cái nước ở bên như chỗ em đang ở với lại Việt Nam thì nó cũng có cái phần chênh lệch khập khiễng. Cái đời sống bên đó nó có vẻ là nó cao để nó phù hợp với lại cái tiền tệ ở bên đó với cái lương làm của tụi em bên đó. Còn ở bên Việt Nam á thì nó cũng là tính theo cái thu nhập bình quân của đầu người trong một cái xã hội, thí dụ như người khá, người trung, người nghèo, nó có ba dạng như vậy, ở đất nước nào cũng thế thôi. Nhưng mà anh thấy là hình như ở bên em á, mà nếu mà không có công ăn việc làm mà thất nghiệp thì chắc có lẽ là cái tỷ lệ mà đói khổ là nó cao hơn ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam thí dụ như cái người nghèo, như là điển hình như anh đang ngồi đây, thí dụ như anh nghèo đi nữa, anh thu nhập anh một ngày anh chỉ có 70-80 ngàn thôi, nhưng mà anh cũng có thể sống được, bởi vì anh cũng có những cái quán cơm bình dân người ta bán 5-10 ngàn một dĩa hay là thấp hơn, hoặc là có những cái hội từ thiện người ta cho ăn không, hoặc là người ta có bán thì bán rất là thấp, thì anh thấy nó cũng cân đối cho anh để anh sống được. Còn không biết là ở bên đó mà những thí dụ như những cái người nghèo mà làm cái mức lương thấp như anh chẳng hạn thì không biết có sống được hay không, em có thể cho anh biết cái vấn đề đó hay không, để cho cái tủ dùng cồn cồi nó đừng có so sánh tầm bậy không vậy thôi. Ở đây thì nếu mà làm nó có những cái chương trình, nếu mà lương thấp thì nó có những cái chương trình nhà ở, nó kêu là low income, là cái nhà cho mấy người có thu nhập thấp, nhưng mà Thu nhập thấp. nó đòi hỏi đủ nó đủ thứ giấy tờ hết á, cho nên cái đó cũng là nhiêu khê lắm. Như làm một bây giờ đây cái thị trường nhà đất, một trung bình một cái nhà đi ở đây, một trung bình một cái nhà là khoảng 500 ngàn ở cái thành phố em ở đó, 300 ba bốn ấy tới 500 nếu mà đi làm lương mà mức lương thấp, lương mà mấy nó Không kêu là cần. minimum wage khoảng 12 đồng một giờ, 12 đồng một giờ thì không thể nào mà mua được những cái nhà mà 400-500 ngàn hết, thì ta phải ở nhà trọ, nhà thuê như kiểu như là nhà chung cư gì đó. Thì cái nhà chung cư giá rẻ thì một tháng cũng hết 1.000 mấy rồi, 1.000 khoảng ngàn một ngàn 1.300 tới 1.500 rồi. Làm mức cái lương trung bình khoảng 12 đồng một giờ thì một tháng khoảng được khoảng 2.000 mà trả trả tiền cho tiền nhà hết 1.500 rồi, thì còn 500 lại anh phải trả tiền ăn, tiền uống, tiền xăng cộ rồi điện thoại tùm lum hết đó. Nói chung nếu mà ở đây mà làm cuộc sống, nếu mà làm một tiền mà lương mà lương mà lương căn bản á, thì anh không, một đầu lương thì không, anh không thể sống. Nên anh nếu mà anh làm lương căn bản thì anh phải cần có hai người, cần có hai người mới 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 có đủ cái thể mà trang trải trong cuộc sống trong gia đình. Còn nếu mà anh một độc thân một mình á, nếu mà độc thân một mình anh phải làm hai job thì anh mới có đủ khả năng anh trang trải cuộc sống. Cho nên ở đây thì
cái lương nghe so ra thì nó cao, nhưng mà cái chi phí nó rất là đắt đỏ. Vâng. Thì nó phải cân đối chứ em. Nó phải cân đối. Tức là nó cân đối. Vậy mà ở bên đây nè, cái đám mà chống cộng cực đoan bên em thì anh không có nói. Tại vì lúc nào thì nó cũng muốn là nó nói tốt không mà, chứ nó không nói xấu. Nhưng mà tại vì mấy cái thằng ông nội mà dân chủ cũi ở trong nước này nè, nghe lời cái đám mà bao que sổ lá ở bên đó, cho nên lúc nào cũng ca tụng là cái đời sống bên đó nó cao, rồi nó nhìn về đất nước thấy còn thấp, là thế là nó hùa theo cái đám bên đó để nó chửi, rồi nó xúi người này người kia xuống đường để mà chống phá, rồi đi đến cái kết cục là muốn lật đổ để có một cái chế độ tam quyền phân lập, có cái dân chủ giống như bên em đó, đại loại là như vậy. Thì con người mình thì có cái nó có cái tật xấu là đứng cái núi này trong cái núi nọ. Sống ở nước Việt Nam thì nhìn qua những nước kia thì nghĩ những nước kia nó ngon hơn mình, nhưng mà thật ra thì cái nước nào nó cái tiêu cực hết, nước nào nó cũng có những cái tốt. So sánh Việt Nam với Mỹ được là đúng rồi, thì Việt Nam làm sao mà so, nhưng mà Mỹ nó cũng có những cái mặt tiêu cực của nó. Ở đây cái nhà người homeless cũng đầy đường, ta sống dưới gầm cầu, sống trong những cái băng ghế đá trong công viên đầy đường, đâu phải là không có đâu. Còn mà nói mà cái phúc lợi xã hội, vì người ta đi làm ta đóng thuế quá nhiều, ta đóng thuế tới 27-30% tiền thuế để nó lấy cái tiền đó nó trả cho phúc lợi xã hội. Ở Việt Nam mình cái phúc lợi xã hội nó ít, là tại vì cái thuế của Việt Nam mình nó ít. Ở đây mà anh lãnh lương ra nó đóng thuế, nhưng mà khi mà anh có cái tiền huê hồng, cái tiền thưởng của công ty nó thưởng cho anh, ví dụ như mà anh làm một tháng anh được 1.000 đi, nhưng mà cái công ty của anh làm ăn có nó thưởng anh 500 nữa, thì cái tiền thưởng đó thì anh phải đóng 500 phần thuế, là có nghĩa là cái tiền thưởng công ty nó thưởng cho anh 500 thì anh phải đóng 250 tiền thuế. Cho nên cái thuế ở đây nó rất là cao. Thì bây giờ anh có cái sẵn có em, tại vì em là người sống ở bên đó, thì bây giờ anh thì bây giờ tính bình quân một ngày, anh nói anh thôi nha, cá nhân anh là hiện giờ luôn, sự thật luôn, là anh đang làm 100.000 đồng tiền Việt Nam một ngày, tức là một tháng. Dạ, chào chị Sang Soi. Một tháng anh thu nhập được 3 triệu thì có thể là so với lại bên đó là khoảng bao nhiêu tiền, tức là khoảng 120 đồng à? Trăm rưỡi đây. Rồi nói số tròn thì có anh có phải, nếu mà anh sống ở Mỹ một tháng anh thu nhập 150 vậy anh có phải đóng thuế không em? Anh ở đây là cái gì cũng đóng thuế hết á, không có cái gì mà anh trốn thuế được hết á. 150 thì nó, anh 150 nó cứ tính ra một, nếu mà anh độc thân á là nó tính tới 30-40% đó, nếu mà người độc thân á đóng thuế á. Anh làm 100 mà anh mà độc thân anh có thể anh đóng tới 60 đồng. Tức là anh thu nhập một tháng anh được 150 đồng thì anh có thể đóng thuế là khoảng bao nhiêu? 60 đồng. 50 đúng không? 50 tới 60 đồng vậy. 50 tới 60 đồng. Nói số tròn là 50 đồng đi là anh còn có 100 đồng. Anh thân càng nhiều hơn những người mà có người có gia đình thì nó tính cho nó lấy bớt cái tiền, nó hạ giảm tiền thuế lại để người ta nuôi vợ nuôi con. Còn nếu mà anh độc thân anh chỉ lo một mình anh thôi á, thì nó lấy lương. Thì đúng rồi, anh đang nói cái hoàn cảnh của anh là cũng đang độc thân ở tại Việt Nam, tức là thế mà anh ở bên đây anh chẳng phải đóng đồng bạc nào, chứ chẳng có đóng đồng bạc là thuế nào, mà những người có thu nhập cao hơn anh luôn người ta cũng chẳng có đóng đồng bạc nào hết. Em nghe nói thuế Việt Nam đóng lặp dưới 10 triệu thôi mà. Dưới 10 triệu đồng thì em cứ quy ra đây đi là bên đó là khoảng bao nhiêu tiền ở bên đó. Bây giờ tôi tính thôi, bây giờ nếu tròn số thì 10 triệu thì 500 đồng đi. 10 triệu thì 500 đồng thì mà em nghe nói ở Việt Nam là làm thuế dưới 10 triệu là không có đóng thuế mà. Còn ở đây là anh làm anh có thu nhập bao nhiêu là đóng thuế nhiêu thôi.
chứ không có. Ví dụ như mà ở đây mà nếu mà người nào mà lương một một năm một năm 150.000 trở lên thì lên, còn mà dưới dưới 150.000 một một năm thì nó có cái barem của nó, nhưng mà anh vượt quá 150.000 thì nó tăng cái barem nó lên. Ngã đường đây bây giờ vắng tanh. Dạ. Thì chắc là bên đó là sáng sớm đúng không em? Lại. Giờ thì đây rồi có 5, một câu hỏi cuối mấy. Cùng muốn hỏi em là bây giờ như vậy là cái này anh không biết, anh cũng giống như là nếu mà cái tụi bao que thì nó cũng cho là anh là dân chủ cội đi, cũng là bò đỏ là cái gì đó dư luận viên rồi này nọ đó không? Thì bây giờ anh cũng là giống như là nó hỏi bên anh thì anh hỏi lại bên nó đúng không? Thì bây giờ nó bảo với Việt Nam á, nó bảo nó đồn đoán rồi nó lên trên diễn đàn nó la làng lên, nó bảo Việt Nam cái gì cũng thuế, nó xin lỗi bà con bác cô chú trên diễn đàn, nó bảo là đi cầu cái giấy đi cầu phải đóng thuế, cái nước mà để rửa tay rửa chân khi mà mình đi cầu cũng phải đóng thuế. Vậy thì anh thấy ở đây thì mình đi vệ sinh thì mình chỉ ví dụ như những cái nhà vệ sinh công cộng mà có người ta rửa này nọ đồ cũng như ta dọn vệ sinh đó để cho cái nhà vệ sinh nó sạch sẽ nó ok á, em đó Việt Nam em thấy mà, thì mình cũng phải đưa cho người ta có 2.000 đồng bạc, cái 2.000 đồng bạc lẻ của mình đó, mỗi lần mình đi vào mình sử dụng á thì hết 2.000. Thì ở bên đó thì theo như em những cái chi dùng như vậy á, hoặc là bây giờ mình nói vệ sinh thì mình bắt qua đi tại vì nó nhỏ quá, thì những cái như là em ăn tô phở nè, em mua một bao thuốc lá này, hay là em uống một ly cà phê thì có phải đóng thuế không em? Ở đây đóng thuế tất tần tật, cái gì cũng đóng thuế hết, không có cái gì mà không đóng thuế. Không có đóng thuế, đóng gấp không phải là mà nhưng mà anh được thừa hưởng thừa kế gì của cha mẹ anh để lại cũng đóng thuế những cái đó nó đóng thuế tới 50%. Tức là ví dụ như anh có cha mẹ để lại cho anh một chiếc xe trị giá 1.000 đồng thì anh phải đóng 500 đồng là 50%. Thì đúng rồi. Những cái mà tiền mà người ta tặng cho anh nó đóng thuế rất là cao. Dạ. Vâng, chào Du Nam, chào Trần Toàn. Ở đây có một câu hỏi của một chị. Dạ, một chị Cao Hoàng Lan, chị nói là một tháng tôi làm 650 đồng. Thì Việt Nam tôi không đóng thuế, nhưng nếu Mỹ thì đóng bao nhiêu? Đó là em có thể trả nếu lời mà, cho chị Cao Hoàng Lan biết. Thì đó, nếu mà thì em nói thì nếu mà chị mà độc thân á, thì chị có thể đóng tới 40%. Còn mà nếu mà chị mà có gia đình á thì chị đóng 25 tới 30%. Mười phần trăm của cái tiền lương đó. Vâng. Vâng. Chào Ngọc Nguyễn. Đó thì đó là những cái lời mà của một em cũng còn trẻ. Em đang sống tại nước Mỹ. Đó để cho chúng ta biết rằng, để chúng ta thấy được cái sự xuyên tạc và cái sự mà lúc nào nó cũng nó cũng dựng chuyện lên để nó đặt để nó cũng lúc nào nó cũng ca tụng là Mỹ là một cái thiên đường, lúc nào cũng ấy hết. Cho nên đó là đây là một cái lời mà người thật việc thật dân chứng sống tại tại đất Mỹ. Thế cho nên đó là mấy ông dân chủ cội, mấy cái thằng dân chủ cội, tụi bay vặn cái lỗ tai lên tụi bay nghe cho kỹ, để tụi mày bớt cái giấc mơ đi. Thôi, ở Việt Nam ta lo ta làm ăn, đúng không? Ta lo cho thân cho gia đình đi. Chứ mà cứ nghe lời cái tụi ở bên đó là bắt đầu suối bạo, là bắt đầu mùng 4 tháng 9 này nó xuống nó quậy đó em. Nó định mùng 4 tháng 9 này xuống nó phá tiếp trận nữa đó. Mà nó còn hô hào, nó bảo là trận lớn nhất siêu thế kỷ. Là nó nói là chiến này nó làm cho được đó. Thì em thấy không? Đó. Và bên đó thì mà mổ là 650 đồng mà đóng thuế có 65 đô la là chỉ có 10% thôi, mà hơn cái đó nhiều. Anh phải đóng, không biết anh hay chị, nhưng mà nếu mà anh độc thân thì 650 đồng thì anh phải đóng 40%. Vâng.
Còn còn nếu mà anh có gia đình thì khoảng 25 tới 35%, chứ không phải là Dạ. không phải 10 tới 20% anh Lê Văn Minh, hơn cái đó nữa. À, hơn luôn. Thấy không? Cao Thấy hơn, không? cao hơn cái đó từ khoảng khoảng 25 tới 35%. Ồ, nó tính cái tỷ lệ mình thu nhập đó mà. Dạ. Đúng rồi, Đó. đúng rồi. Và thí dụ như mình thu Nhưng nhập. mà không phải thuế không đâu. Anh đóng À. thuế là thuế tiểu bang nè, anh đóng thuế liên bang nè, có nghĩa là cái thuế tiểu bang là thuế tỉnh của anh ở, thí dụ như nói ở Việt Nam đi, thì anh cái thuế tỉnh nè, anh thuế tỉnh anh phải đóng cái thuế trên toàn quốc. Rồi À anh thế phải đóng cái thuế, anh phải đóng cái bảo hiểm, rồi anh phải đóng cái tiền mà để sau này anh về hưu đó, cái tiền để sau này anh về hưu, anh đóng rất là nhiều nhiều loại phí, nhiều loại thuế, chứ không phải là một một loại thuế đâu. Anh phải đóng cái tiền là anh làm ra, để anh đóng cái tiền an sinh xã hội, để anh nuôi những người mà ta không có, ta mất sức lao động, là anh nuôi những cái người đó. Rồi anh đóng thuế cho à. tỉnh, rồi anh nếu mà nói ở Việt Nam, ở bên Mỹ thì thuế tiểu bang rồi thuế liên bang. Còn nếu mà nếu nói cho Việt Nam thì đóng thuế tỉnh, đóng thuế nguyên toàn quốc nè. Rồi anh đóng bảo hiểm y tế nè, rồi anh đóng tiền an sinh xã hội để nuôi những người già, những người mất sức lao động. Đủ thứ thuế, đủ thứ loại tiền hết đó. Chứ không Vậy thì phải chứ không phải là đóng thuế không đâu. Có đâu, tiền thuế là ba mươi mấy phần trăm đó, tiền thuế ba mấy phần trăm, nhưng mà anh sẽ đóng thêm mấy cái tiền kia nữa. Mấy tiền kia thì nó ít hơn, nhưng mà nó cộng vô thì nó cũng nhiều. thì đúng đó, đó thấy không, chứ đâu phải là dễ đâu, tại cái đời sống của họ họ nó cao quá cho nên nó phải phù hợp chứ còn. À, mà có cái câu này nữa là anh muốn hỏi em là cũng giống như nói về cũng có liên quan gì thuế, bên nghe nói anh nghe nói là bên Mỹ nó xử lý viên cái người trốn thuế nặng lắm phải không em, thí dụ như mình làm Thì ăn đúng mà rồi, đúng rồi. mình trốn thuế thì nó xử lý rất là nặng, nó không có cho mình Đúng xài cái rồi, tiền mặt hả nó em, cái phạt. này là anh hỏi thật. Nó phạt hả? Không, nó cũng mình cũng vẫn xài tiền mặt chứ. Nhưng mà cái tiền mặt nó lưu hành trong trong trên trên trong xã hội ít lắm, tại vì mình làm lãnh lương, lương nó chạy thẳng vô nhà bank của mình, nó đâu có trả tiền mặt cho mình đâu. Cái công vô nhà mình làm nó thẻ mấy cái thẻ credit card rồi, cho Cũng nên giống mình như sử dụng giống như là hầu hết người ta xài thẻ thôi. người ta giao dịch qua thẻ thẻ ngân hàng, tức là thí dụ như mình mua đồ hay mình trang bị cái gì là mình trả bằng tiền thẻ hết. Tức là anh thấy có những Đúng cái rồi, đúng rồi. cà như là thẻ Visa hay là gì đó, Mastercard, thẻ Visa, Mastercard đó, đó đó là người ta cà cái thẻ đó ra người ta. đồ ăn uống, đi shop, hầu hết là xài thẻ. Thì cũng có người muốn lên thì anh thấy anh cũng rất cảm ơn em đã bỏ cái thời gian để mà lên cái diễn đàn của anh để mà chia sẻ một vấn đề mà đời sống của nước Mỹ, để cho cái lũ mà mục tiêu là gì, cái lũ mà kêu bằng là dân chủ cội trong nước á, tức là nó đang sống ở trong nước mà nó mơ về nước Mỹ cho nên nó ra sức nó phá để nó kiếm một cái vé gọi là tị nạn tù nhân lương tâm, thì để cho nó vặn cái lỗ tai lên nó nghe để rồi để nó có cái suy nghĩ lại nó bớt phá thế thôi, mục tiêu là như vậy. Thì anh cũng chúc em là một ngày mới nhiều an lành hạnh phúc và làm được có công việc được gặt hái nhiều thành công, và cũng mong là một ngày nào đó em lại quay về quê hương một lần nữa. Đó, xin cảm ơn em rất nhiều nha. Vâng, rồi. Ok anh, cảm ơn anh, chào mấy anh chị ở dưới diễn đàn ha. Sáng anh cũng cảm Ok. ơn món quà em gửi cho anh để hỗ trợ anh đi ra thăm bác ở ngoài Hà Nội. Anh đã nhận được món quà của Không em. có gì, không có gì. Chân thành Không có gì. gửi lời Ok, cảm ơn có em gì. nha. Rồi, rồi.